Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, chắc chắn giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được chào mừng quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho 30 tập chương trình mến chúc quý anh chị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước những gì sẽ đến trong năm mới thì quý vị và các bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, Nam Mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Như quý vị đã biết thì tử vi học là môn khoa học đầy đủ, chính xác và cặn kẽ về mệnh lý của con người. Khi xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 Nam Mạng, trong năm 2022 này, quý vị sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các phương diện tiền tài, gia đạo, tình duyên, công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe. Qua đó thì sẽ giúp cho quý vị có được những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Trong phần luận giải về tử vi của tuổi Mậu Thìn Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này, Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận hạn cũng như là phương pháp hóa giải để quý vị có thể có được những bước đi đúng đắn nhất trong tương lai, nắm được thiên cơ, từ đó mà hành sự cũng được thuận lợi hơn. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2022 Nam Mạng, tháng 4 có điểm tăng tốc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2022 Nam Mạng, năm nay bạn tròn 34 tuổi. Tổng thể tài lộc không được khả quan cho lắm, tuy nhiên tuổi này không bị dính hạn thái tuế của năm. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2022 Nam Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2022 Nam Mạng diễn ra như thế nào? Năm nay bạn tròn 34 tuổi, tổng thể tài lộc không được khả quan cho lắm. Tuy tuổi này không bị dính hạn thái tuế, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của các hung tinh. Hầu hết vận may của bạn đều giảm sút và khó có mặt lạc quan. Đặc biệt, trong quan hệ xã hội sức khỏe, bạn bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hung tinh giác tú, thiên khốc, địa tang. Vì vậy, Mậu Thìn nên chú ý nhiều hơn đến bản thân trong năm Dần. Tuy nhiên, năm 2022, bạn sẽ có vận trình tương đối suôn sẻ. Sự nghiệp sẽ vững vàng hơn với sự trợ giúp của ngôi sao Thiên Đức. Năm 2022, năm Mậu Thìn có vận may kém. Bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các vận may khác, lấy cái này bù đắp cái kia. Vận mệnh của những người sinh năm 1988 không mấy lạc quan trong năm 2022. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh giác tú, người này sẽ tự mang về cho mình vô số rắc rối. Trong số đó, các vụ kiện tụng hay tranh chấp lao động là nghiêm trọng nhất. Năm nay, nam mệnh nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa vào năm Dần. Đồng thời, ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống, bạn nên tiết chế hết mức có thể. Đừng lúc nào cũng tranh chấp mâu thuẫn với người khác, nếu không, bạn sẽ dễ bị làm to chuyện và tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Để cho vận trình năm 2022 Nhâm Dần được hanh thông và may mắn, những gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Được sự tương trợ của thái tuế sẽ giúp cho bản mệnh vượt qua được những vận hạn và điềm xấu của năm 2022 Nhâm Dần. Sự nghiệp của năm Mậu Thìn trong năm Dần tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của Thiên Đức cát tinh, những người tuổi Rồng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong năm và có khả năng thăng tiến cũng như là phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên khốc, bạn tỏ ra tương đối thờ ơ, không biết nắm bắt kịp thời những quý nhân xuất hiện bên cạnh, nên luôn để cơ hội trôi đi một cách vô ích. Nam Mậu Thìn nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực, dự án liên quan đến hành thủy hay là hành kim như thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính hay là hàng kim loại. Vì vậy, những người tuổi Thìn nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp, làm việc chăm chỉ hơn, phấn đấu để sớm gặt hái được thành công. Năm 2022, bạn sẽ thành công trong sự nghiệp, trở nên nổi tiếng và trở nên thịnh vượng nếu như chịu khó làm ăn, chăm làm việc thiện và tích đức. Tài lộc Nam Mậu Thìn ở mức trung bình. Trong năm Nhâm Dần, tuy tuổi này gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi vận số thì không có điểm báo nào ảnh hưởng đến tài lộc của bạn. Tuy nhiên, do bị các sao xấu can thiệp quá nhiều nên tuổi này không có ham muốn kiếm tiền, bạn thấy quá mệt mỏi vì tiền nên nản chí. Tuy nhiên, bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà tăng thêm thu nhập. Vận tài lộc của bạn trong năm nay về cơ bản sẽ không có nhiều tiến triển.
và số tiền kiếm được có thể coi là tiến triển ổn định. Chiếu theo tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 năm mạng thì năm tới cũng là năm bạn nam Mậu Thìn bị hao tài tốn của. Dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, phải chi tiêu vì nhiều lý do bất khả kháng. Để hóa giải những điều không may mắn và giúp cho người tuổi Mậu Thìn tăng cường tài lộc và sự nghiệp, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật. Khi mang theo pháp khí bên mình sẽ được thần Phật độ mạng, giúp cho vận trình của năm được may mắn và hanh thông. Tình cảm. Vận trình tình cảm của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 tương đối xấu. Bị ảnh hưởng bởi thiên khốc và giác tú nên tình cảm của người tuổi Thìn rất sa sút, gia đạo lẫn tình duyên đều u ám. Mặt gia đình, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách, mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Trong tình yêu, thiên khốc khiến cho tính khí của nam Mậu Thìn trở nên lạnh lùng. Những người khác giới xuất hiện xung quanh người này sẽ bị vận khí của họ làm cho sợ hãi. Sức khỏe. Nam Mậu Thìn có vận trình sức khỏe tương đối ì ạch. Hung tinh địa tạng là nguyên nhân chính khiến cho sức khỏe của nam Mậu Thìn không được tốt, thường xuyên có dấu hiệu ốm đau. Không những vậy, dưới sự tấn công của các sao hung tinh, sự an toàn cá nhân của bạn trong năm nay cũng đáng lo ngại. Nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc gặp tai nạn thương tích. Vì vậy, chuyên gia tử vi khuyến cáo Mậu Thìn phải tăng cường đề phòng cảnh giác trong năm Nhâm Dần, bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời nên nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Mậu Thìn cũng cần phải mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để tăng cường sức khỏe và gia đạo. Vòng được chế tác theo bộ tam hợp của tuổi Mậu Thìn, mang theo vòng bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải xung sát thị phi cũng như tiểu nhân hãm hại của năm, mang lại cho người tuổi Thìn một năm đầy sức khỏe và tài lộc. Hung cát. Hung tinh trong năm 2022 của nam Mậu Thìn gồm có giác tú, thiên khốc, địa tang. Những sao này khiến cho tình cảm, vận mạng và sức khỏe của bạn sa sút. Không những vậy, vận trình tài lộc của những người này năm nay tương đối bằng phẳng, khó phát tài phát lộc, làm nhiều mà không thấy tiền dư. Cát tinh của Mậu Thìn năm mạng năm 2022 là thiên đức, nhưng vì ham muốn phấn đấu không được mạnh mẽ nên đôi khi có thể phải mắc sai lầm trong sự nghiệp, phát triển khá chậm chạp. Chăm chỉ chính là chìa khóa phá vỡ sự can thiệp của các sao xấu và đảo ngược sự đen đủi của chúng đi. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm 2022 năm mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá năm sao. Tài lộc của người tuổi Thìn 1988 trong tháng này khá tốt. Tháng riêng âm lịch, lòng háo hức đón Tết Nguyên đán, hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao trong tháng này. Bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên thưởng đầu năm cũng rủng rỉnh. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Con giáp 34 tuổi có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ, bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng người. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của giác tú cũng sẽ mang đến cho người tuổi Rồng rất nhiều phiền phức, khiến bạn gặp xui xẻo, dễ va vào pháp luật và kiện tụng. Vì vậy, khuyến cáo Mậu Thìn nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh trong tháng này, đừng để nó phá hoại vòng tròn xã hội của chính mình. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Tài lộc của Mậu Thìn trong tháng 3 ở mức trung bình. Nhìn chung thu nhập của bạn trong tháng này không được tốt cho lắm. Mặc dù xét về mặt tài lộc thì tương đối ổn định, nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư kém. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Con giáp 34 tuổi có thể gặp chuyện buồn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh cộng với sự can thiệp của sao dữ, một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc là tin xấu xung quanh mình vào tháng này. Kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Tháng 4, trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Tuổi Thìn nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Vận trình tình duyên trong tháng này tương đối ì ạch. Chịu ảnh hưởng bởi thiên khốc nên thời gian này bạn rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân. Dù có nhân duyên tốt nhưng bạn cũng chưa nắm bắt. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm bạn hơn. Chính vì như vậy, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tháng 6, hung tinh địa tang tìm tới Mậu Thìn. Thể chất không tốt, bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu, không thoải mái.
tuổi Thìn sẽ gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm trong tháng này, chẳng hạn như tai nạn xe cộ, hỏa hoạn. Vì vậy, tuổi Thìn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác hơn trong mọi việc, đừng nản lòng. Tháng 7, đánh giá năm sao. Vận trình sự nghiệp của Nam Mậu Thìn có phần khởi sắc trong tháng 7. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội làm việc của bạn sẽ tăng lên trong tháng này. Có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ là sự nhiệt tình trong công việc của bạn không cao lắm và không nắm bắt được cơ hội. Vì vậy, người tuổi Thìn nên tâm niệm ngay trong tháng này phải làm việc thật chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc. Có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Vận trình tình duyên rất tốt. Đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử. Nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Tháng 8 là tháng của sự ổn định và bình yên. Tháng 9, đánh giá 2 sao. Tháng 8 may mắn bao nhiêu thì tháng 9 lại tồi tệ bấy nhiêu. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh giáp tú, tuổi Thìn trở nên lạnh lùng và sống tách biệt với xã hội, đặc biệt là trong gia đình. Bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc là con cái. Điều này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên rất căng thẳng. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Vận trình công việc của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1988 trong tháng này có chút bận rộn. Trong tháng này, những người tuổi Rồng cần phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và rất nặng. Ai làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách trong cơ quan. Đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn, bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của Nam Mậu Thìn có nhiều thay đổi tích cực trong tháng này. Bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi hung tinh, tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Tháng 11, bạn rất năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Tài lộc của Nam tuổi Thìn trong tháng này tương đối dễ dàng. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm, theo logic mà nói thì tương đối bận rộn, nhưng tình hình sức khỏe có vẻ tương đối suôn sẻ, nhàn hạ. Cuộc sống cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì mỗi người sẽ có vận hạn khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn vững tin vào cuộc sống này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần, và từ đó sẽ có những bước đi vững vàng cũng như là có những kế hoạch rõ ràng cho năm mới. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.